Chào các bạn mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh. Để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Tô Ngạo Hằng nói với trợ lý, đợi đã, lễ vật của tư dạ hàn tặng cho Tô Linh Nhi tiểu thư à. Đương nhiên, chứ không thì tặng nhị tiểu thư à. Tô Khánh Khánh giận dữ nhìn anh trợ lý, hắn có ý gì, nói mình là con riêng, không xứng được gọi là Tô tiểu thư sao. Tô Ngạo Hằng ngơ ngác hỏi Tô Linh Nhi, thế nên vừa nãy cô mới nói là có người mới quen, chẳng lẽ là không sai chính là tư dạ hàn nhưng tôi không ngờ hóa ra tư dạ hàn lại chỉ là đứa con hoang chẳng ra gì trong mắt cha tô ngạo hằng sợ hãi thanh minh hiểu lầm đều là hiểu lầm anh trợ lý cung kính nói với tô linh nhi lễ vật của tư tiên sinh đã đưa tới tại hạ cáo lui đi thong thả tô linh nhi nhẹ nhàng đáp rốt cuộc tư dạ hàn thích cô điểm gì tôi chẳng biết tô linh nhi tay gõ xuống bàn mặt tươi cười đáp chắc là thích tôi khỏe trăng tô ngạo hằng dung sợ nghĩ về lúc trước tô linh nhi đập vỡ bàn trang điểm cụ cụ nếu cô và tư dạ hàn thích nhau vậy bố cũng không chia rẽ đôi uyên ương nữa còn về hôn ước của cô và tư phong lam để tôi hủy giúp cô vậy phiền ông nhanh lên tô khánh khánh ôm tay tô ngạo hằng nói bố bố muốn bỏ hôn ước của chị với tư phong lam sao đây là chuyện tốt mà vốn dĩ tư phong lam không thích tô linh nhi đúng rồi khánh khánh không phải con thích tư phong lam sao lần này đúng là cơ hội tốt rồi tô ngạo hằng vừa nói vừa suy nghĩ hai đứa con gái tính nết khác nhau làm cứ như mình là nhật tô linh nhi về ấy nghe những lời nói đó tô khánh khánh suy nghĩ gì mà vừa hay có cơ hội Giống như nhặt được thứ Tô Linh Nhi không cần nữa, bố con không muốn, Khánh Khánh còn yên tâm, Tư Phong Lam đó vốn dĩ phải chịu trách nhiệm với con mà. Chỉ cần con tới tư gia nói, chắc chắn họ sẽ đồng ý cho hôn sự của hai đứa. Ha ha, tính toán kỹ thật tất cả trong mắt ông ta chỉ là quân cờ thôi. Xét cho cùng thì người ông ta yêu thương nhất không phải mẹ, cũng không phải mẹ của Tô Linh Nhi, mà là bản thân ông ta. Con biết rồi bố. Đúng là con gái ngoan của bố, công ty bố còn chút việc, con về trước đi." Tô Khánh Khánh trầm mặt nghĩ, dựa vào đâu mà Tô Linh Nhi có thể gả về nhà tốt hơn mình? Phải nghĩ cách gây rối Tư Dạ Hàn và Tô Linh Nhi mới được, nhưng Tô Linh Nhi thích Tư Dạ Hàn từ lúc nào? À quấn lấy Tư Phong Lam bao năm nay, theo lý sẽ không dễ buông tay. Tô Khánh Khánh tay cầm điện thoại lên xem, ừm, đã tháng 11 rồi, mấy hôm nữa chính là sinh nhật của cô à rồi, đúng lúc có thể thăm dò xem. Phòng của Tô Linh Nhi, Thím Ngô, thu dọn xong thì giúp cháu đem hết đồ vào trong phòng trang phục đi." Dì Ngô tươi cười đáp, "Vâng, đại tiểu thư có thể ở bên cạnh Tư Dạ Hàn tiên sinh, xem ra cuối cùng cũng bỏ được Tư Phong Lam rồi, tốt quá." Thím Ngô chia tay với đàn ông có giá trị gọi là từ bỏ chứ còn rác rưởi giống tư phong lam gọi là vứt đi dì ngô tươi cười đáp ha ha tiểu thư hiểu được là tốt đây không phải thương hiệu mà mấy hôm trước phu nhân thích sao màu sắc cũng trang nhã vừa đúng lúc qua mấy ngày nữa là sinh nhật của phu nhân cô đi tảo mộ cũng mặc được tô linh nhi tay cầm điện thoại chuông reo lên cô bắt máy alo đầu dây bên kia tư dạ hàn lên tiếng tô tiểu thư thích quà của tôi không nói thật không thích không giữ giá cũng không thực tế anh tặng tôi mấy thứ này còn không thực tế bằng tặng vàng được tôi nhớ rồi Lần sau tôi nhất định sẽ chuẩn bị lễ vật hài lòng tiểu thư, anh ta nói chuyện mà sao còn mang theo cả tay nghe giảm thanh vậy, làm cho lỗ tai mình ngứa quá. Vậy cảm ơn anh nhé, mấy hôm sau, Tô Kỳ Viễn vừa ăn vừa điện thoại cho Tô Ngạn Khâm, xin lỗi đại ca, chỗ em có chút sơ suất nên sẽ trì hoãn vài ngày, có thể sẽ không kịp sinh nhật mẹ. Cậu là đang vì muốn tìm ai? Đúng, vốn là gần được rồi, nhưng không ngờ đối phương lại mất trí nhớ, cần điều tra trực tiếp. Được, tôi biết rồi, lúc cậu về nhớ tới thăm mẹ, bà ấy sẽ thông cảm cho cậu. Đúng rồi, cậu ba đâu cũng không về à cậu ba đang phẫu thuật mang theo ý trời không về được cậu tư đang diễn phim ở nước ngoài trở về phải cách ly chắc không kịp còn cậu năm như vậy chỉ còn anh và và linh nhi là tới thăm mẹ thôi nhưng mà trước đây bà ấy không thích sinh nhật rầm rỗ lên đợi ngày rỗ sau này chúng ta cùng đi thăm bà ấy đúng vậy trước đây bà ấy luôn nghĩ sinh nhật thể hiện cho già đi một tuổi nên luôn ghét sinh nhật ha ha vậy sao được rồi cậu làm việc đi xong thì sớm về đấy vâng tô kỳ viễn quay sang nói với quản gia thiện thủy đại sư bên đó liên lạc được rồi chứ Thiện Thủy đại sư liên tục từ chối, cuối cùng cũng mời được đệ tử của ngài ấy là Vong Viễn đại sư, cũng đành duy phận không thể cưỡng cầu, cha bên đó thì sao? Lão gia nói, nay công ty có việc, e rằng không đi thăm phu nhân được. Ha ha, biết thừa là ông ta có nhân phận như thế mà. Kệ ông ta, sáng tôi muốn ra ngoài, nói với Linh Nhi chiều 3 giờ gặp ở nghĩa trang, ông đón Vong Viễn đại sư qua trước đi, quản gia cùng kính đáp, "Vâng, Tô Linh Nhi đang trang điểm trong phòng." Chuông điện thoại vang lên, cô cầm điện thoại lên xem. Tin nhắn hiển thị, "Linh Nhi, cứu tôi!" Dì Ngô quay sang hỏi, đại tiểu thư sao thế, ai tìm cô thế ạ? À? không có gì. Chắc là tin nhắn lừa đảo, cô để điện thoại xuống trong lòng thầm nghĩ. Đúng rồi, mình nhớ ra rồi, số điện thoại lúc nãy hình như là của Tư Phong Lam. Rõ ràng mình đã xóa số của tên đó từ lâu rồi mà, kết quả ký ức của nguyên chủ đối với hắn cư nhiên có thể khắc sâu và tiềm thức. Nói ra thì hình như tiểu thuyết nguyên tắc có đoạn tình tiết này, Tô Khánh Khánh vì ly gián tình cảm giữa Tô Linh Nhi và Tô Kỳ Viễn nên đã dùng chiêu vật vãnh này. Có điều gặp phải mình thì chỉ vô ích thôi, Dì Ngô, giúp tôi sắp xếp tài xế, tôi muốn đi đến một nơi cùng lúc này tô khánh khánh tay bế con chó tay cầm điện thoại bấm bấm tư phong lam nhăn nhó nói vì cứu một con chó hoang mà mạo hiểm tính mạng xông ra đường lớn lúc nãy nếu không phải lão trương thắng kịp xém chút là đụng vào em rồi tô khánh khánh mải mê xóa tin nhắn không thèm để ý lời của tư phong lam anh phong lam em biết anh lo cho em nhưng bây giờ không phải em không sao sao cảm ơn anh đã cho em mượn điện thoại em đã liên lạc với chủ nhân của chú chó rồi chắc là cô ấy sẽ đến đây sớm thôi em cứ thế chờ ở đây sao đối phương còn không nghe điện thoại em nhắn tin cũng chưa chắc nhìn thấy lỡ như phải đợi rất lâu thì phải làm sao tô khánh khánh vui vẻ nói chú chó con này bây giờ chỉ có mình em bảo vệ được nó cho nên không cần biết bao lâu em cũng sẽ chờ tư phong lam nhìn tô khánh khánh cảm động em ấy quả là một cô gái vừa xinh đẹp vừa lương thiện anh chờ cùng em anh tài xế quay sang cắt ngang lời thiếu ra chiều nay lão ra sẽ đến thị sát ngài còn có rất nhiều việc phải chuẩn bị đấy hạ tư phong lam giật mình nghĩ đúng nhỉ hôm nay ông nội sẽ đến kiểm tra tiến độ công việc của mình khoảng thời gian này bị tô ngạn không nhầm vào liên tiếp phá sản mấy công ty, trước mắt tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa, anh Phong Lam không cần ở cùng em. Mau mau đi làm việc của anh đi, vậy được có chuyện gì cứ gọi điện cho anh. Tư Phong Lam vừa lên xe rời đi Tô Khánh Khánh liền quăng con chó xuống đất, bẩn chết được. Con chó bị quăng mạnh xuống, đau nằm rên ư ư ư, được rồi tiểu xúc sinh nhanh chóng đi đi, ta còn phải đi nơi khác, rất bận đấy. Nghĩa trang nhà họ Bạch, Tô Kỳ Viễn che dù mời Vong Viễn đại sư, Vong Viễn đại sư mời đi bên này, A Di Đà Phật, cảm ơn Tô thí chủ. Linh Nhi đâu? Đại tiểu thư đã ra ngoài từ sáng sớm, nói là sẽ đến đúng giờ, bảo ngài không cần đợi cô ấy. Được, vậy đi vào đi, cả ba người bước vào, bất ngờ nhìn thấy một bóng người, Tô Kỳ Viễn tưởng Linh Nhi liền gọi. Thì ra là Tô Khánh Khánh, cô cất tiếng trả lời, anh cả, sao lại là em? Em đang làm gì ở đây thế? Em, em nghe nói hôm nay là sinh nhật gì, muốn thay cha em chép một ít kinh thư đến tặng cho dì Bạch, A Di Đà Phật nhiều kinh thư chép tay như thế, chắc đã tiêu tốn không ít thời gian của thí chủ nhỉ? Tô Kỳ Viễn ngạc nhiên nhìn, thật ra cũng không mất bao nhiêu thời gian. Tô Khánh Khánh tay vừa dụi dụi mắt vừa nói, chỉ tại mấy ngày trước em mới biết ngày sinh nhật của dì Bạch, nên chỉ chép được một ít, Tô Kỳ Viễn nhìn thấy tầm nghĩ, mắt em ấy đỏ hết rồi, xem ra là đã thức khuya. Em biết quan hệ giữa em và dì Bạch rất ngại ngùng, nhưng em không thể không tâm không phổi, cứ thế tận hưởng đồ mà dì Bạch để lại, cho nên muốn cố gắng một chút. Nghĩ kỹ thì người sai là Tô Ngạo Hằng và Khâu Tệ Như, mình không nên chút giận lên người Tô Khánh Khánh. Tô Kỳ Viễn quay sang nói với dì Ngô, dì Ngô, cho em ấy cái ô. Thiếu gia, đại thiếu gia chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá mềm lòng với phụ nữ con gái của tiểu tam còn dám đến mộ của phu nhân giả và diễn kịch nói mới nhớ linh nhi đâu sao còn chưa đến đại tiểu thư cô ấy có lẽ có chuyện gì đó làm chậm trễ rồi tô khánh khánh chen và nói không phải hôm nay chị đi tìm tư phong lam sao đi tìm tư phong lam hôm nay trên đường em đến đây nhìn thấy chị đứng bên đường dây dưa với tư phong lam vẻ mặt gấp gáp dì ngô tức giận quát tiểu tiện nhân cô đang nói bậy gì đó tiểu thư nhà chúng tôi từ sáng rõ ràng là nhận được tin nhắn nên mới ra ngoài sao có thể là tư phong lam đợi đã lẽ nào tin nhắn đó chính là do tư phong lam gửi tô khánh khánh cười mỉm tôi biết ngay đồ đần tô linh nhi không thể nào từ bỏ tư phong lan mà anh cả anh nhất định phải tin tưởng chị chắc chắn là có chuyện quan trọng phải đi tìm tư phong lam bằng không sao có thể không đến thăm mộ gì bạch được chứ tô kỳ viễn vui vẻ nói anh đương nhiên tin tưởng em ấy sao tô kỳ viễn lại phản ứng như vậy anh đã không tức giận thất vọng sao vì linh nhi đã đến rồi tô khánh khánh ngạc nhiên dì ngô vui vẻ chào đại tiểu thư tô linh nhi tay rất thiện thủy đại sư bước vào anh cả em mời thiện thủy đại sư đến rồi đây